Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân. Hôm nay là đi chợ sáng thứ tư 13 tháng 4 cô chú anh chị. Thì hôm nay thấy biển đồ cũng lặn hay sao, đồ hồ cũng nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Mực thì thấy vô xe vô dập luôn, thì chắc có nghĩa là bữa nay đồ nhiều là nó rẻ là nghe cô chú anh chị. Lúc nào đồ rẻ là đồ ngon à. Thì cô chú anh chị nào có ăn thì coi clip hôm nay giá cả thì hợp lý thì mình lên đơn để Tân mua nha. Lúc nào đồ rẻ ngon, mà tại lúc đồ không có thì nó mắc mà nó không ngon nữa. Thì lúc nào rẻ thì mình tranh thủ mình ăn cho nó ngon ha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị đi theo Tân cập giá hải sản của ngày hôm nay nha. Lưỡi trâu này ngon quá trời ngon, nó bự nữa. Bự gì là bao nhiêu cho bá nè? 150. Nó lớn rồi cô chú anh chị. Ngon, cá này ngon lắm. Chắc lấy 5 cái đùi bự nhất. Nay giá nhiều à. Thì bắt chắc lớn nhất bữa nay được rồi. Nay nhiêu à? Nhất là 145. 145. Mà không có sò nữa, vừa vừa hả? Ở đó à, còn bự nữa tới 160 rồi ba. Mà không có bự nữa hả? Lấy đại đi chợ không có, lấy cần gì bây giờ. 5 kg à? 5 kg. Mấy bịch? Một bịch một á. Chắc đi em có 3-4 giờ em mới lấy. Ba ký đúng không ta? Ờ, 3 kg hơn được. 3 kg rồi, lấy 3 kg thôi. Này đẹp quá trời đẹp luôn, này rẻ, mực này rẻ dữ lắm rồi, cũng như vậy. Ống nè. Ống lao nè. Ống này của 201, 202 luôn, bây giờ còn 109 nè. Lên dở nhà em luôn. Đúng chưa? Ồ, bữa nay có cá ngừ ngon dữ trời. Người đại dương nhỏ nè, 6-7 kg. Này nay nhiêu anh Tấn? Này đẹp quá à. Luôn. Cái này bán 100 ngàn, cho mấy năm ngàn. Cá đẹp quá ha. Ngon nè, xâm lâm luôn. Có con gà ăn lễ dữ ha. Lễ vừa quê hả? Có vừa quê không anh? Quê Nam Minh đó. Vậy hả? Cá đẹp quá, cá ngừ. Hôm nay có đồ nhiều lắm cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị là ăn đặt đồ lại bình thường nha. Con lao mua rồi. Con lao chơi với em giàu nè, mua gì ạ? Lưỡi trâu hôm nay đẹp dữ người ta. Này rẻ không bạn? Không biết mình bán đồ đẹp không? Đồ xấu mình đâu bán. Đồ xấu đưa ra ông Minh già ngoài bán. Bán chợ ngoài phải không? Cái này đưa mối phải không? Đúng. Đưa mới đưa cho bạn mấy cái vậy. Trời. Bữa nay nhiêu ạ? À? Mai ngon quá trời luôn. Ơi. 103 hả? Thì đây rẻ chưa anh? 190 hả? Rồi ghê vậy, chưa chịu hạ nữa hả? Quá mắc đầu tăng luôn, quá mắc rồi. 190 ngàn như vậy. Tới nay chưa hạ nữa hả? Cái này nhỏ nhỏ này là nhiêu? 107 quá chừng. Gầy qua từ lễ tới giờ lên dưới người ta tụt, chưa chịu hạ nữa. Cá bóp cũng hôm nay cũng mới hạ được mấy ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn chứ. Ô, một da nó quánh đẹp dữ rồi. Gô mà quánh xăng dữ ha. Quánh bông luôn. Này này mắc không? Bữa 16 luôn rồi. Quá đẹp. Đi hàng khô quánh nó đẹp hơn hàng nước ha. Quánh ở đây bán hàng khô. Quánh cái bông đẹp.
quấn lên bông luôn đẹp luôn. Quà mực của này nó rẻ mà nó đẹp quá trời đẹp luôn, quá trời mực luôn. Có có mà không gạo có xài gì đâu bộ mực hả, cái hù huyết mà nay có ai xài chứ. Cá lộn trong mực nữa đẹp hết hồn vậy, còn để lên nó còn sống mà. Sống luôn à, ừ mới dẫm cá vô đó chưa chín á, quá đẹp. Cá cho lộn trong mực không rau cái này bự 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 không không thiếu này, rẻ của con vậy. Bữa nay không có ai đặt hết trơn, không ai đặt ông lao hết trơn, ông thước con này, ông thước trắng thiếu. Cá hố này đẹp quá vậy, cá hố nay cá biển nhiều lợi cô chú anh chị ơi, thấy nhiều à, nhiều lần có giá rẻ lại đó, ăn gì đặt nha. Cá cháo này cũng ngon không à, thấy tươi mà ngẻ nữa, ít ai ăn nữa nè. Cái gì từ từ đi, chưa xách gỗ ra mới quay phim mà. Hôm gài là thấy thất nghiệp rồi, không có đồ là thấy là nằm ở nhà ngủ không rồi đó. Ủa cá mối ngon quá trời luôn, cá mối phơi khô hết sảy luôn. Cá mối này phơi khô là hết giờ luôn nè, rồi còn nhớt luôn cả tươi. Mối này 70 à. Cá này thì nó hơi có xương nhưng mà về mình phi lê ra mình phơi ngon cực kỳ. Cá đỏng ở này nhiều rồi. Đóng này đây, đóng câu nè. Này nhiêu bên đây chị? Này còn cao vậy. Bên kia, bên kia. Chín chục. Để coi mấy cái, chỗ có con cá. Cá này bự nè. Cá gì quên mất tiêu rồi. Cá có cái nhỏ nhỏ. Cá này cái gì em quên tên này. Cá căng nè. Có loại nhỏ không à, 100 ngàn. Cá này mà bự này hiếm cô chú anh chị, có thường thường có những nhỏ nhỏ không à. Còn mấy cái cá đỏng lúc gài có mực nhiều là 7, có đầu mực là đầu nhỏ nha, như 700 ngàn cô chú anh chị, quá tươi luôn. Cái đầu này nó ăn ngon hơn cái mình nha, tại cái râu nó giòn đó. À. 200 ngàn. Mai gọi cô ghe mua. Giờ này khuya quá không gọi, để mai sáng giờ gọi. Lúc này không có đồ là ở không đó, là biết là ở không cái nhà đó. Ở chợ không có đồ nên cũng đơn cũng không có, ít theo luôn. Gà có lên giá này, có lên không chị? Không. Cũng vậy hả? 60 ngàn ba một ký hả? 30 ngàn bịch như cô chú anh chị, 2 bịch một ký. 60 ngàn cái này thì không có lên giá, mua về xào hẹ, xào hành gì cũng được. Nấu cháo nè, cái này dễ làm ăn. Mua xây nữa nè. Ủa này còi đẹp là không có hả? Không. Không có đồ. Còi đẹp là không có. Nhộng tầm đó làm gì ăn mà thấy ta bán quá trời nè. Chị cũng biết đâu. Không biết đâu. Đó. Này. Này làm gì? Này nhiêu ký? 2-3 cái nó đủ. Vậy là con này nhiêu ký? 50 ngàn à. Không biết làm gì ăn mà thấy bán quá trời luôn, không biết làm gì ăn. Đâu ai lóc bông, lóc bông, lóc bông này nhiêu anh Vinh? Bắt 2 con rồi này nhiêu hả? Đúng vậy à. Vậy là 6 mấy? 6-8 à. Bắt 2 con à, 2 con cỡ 2 con cỡ 2 ký, 2 ký mấy gì đó.
nhỏ vậy? 2 kg. 2 kg hả? 88.000 cô chú anh chị. Túi này nay nhiêu giờ? Nhỏ dạt đó, mấy luôn đó dạt. Túi nhỏ nè. 88. Chưa ghé hả? Ghé gì ghé. Tối chưa anh cá mấy ký vậy? Chục ký không? Thảo thì chưa cho anh ba con chục ký. Con chục ký không? Hai mấy với ba con mà 25 ký vậy? Chắc 7-8 ký á. 7-8 ký á. Cá nuôi 7-8 năm có phải là. Cá sida cá này chắc nè, cá này trong cái hầm cá 7-8 năm nè, cá gì đâu nó hoài không lớn, ăn hết thức ăn luôn. 7-8 ký thì bự rồi. Lái này lên chết ngắt hết trơn nữa hả? Lên luôn kỳ vậy, tại nó bự quá, gặm vô cái lu á nó chặt quá nó chết á. Vậy hả? Đi bằng cái hồ luôn hả? Ừ. Bằng cái bồn bự luôn hả? Rồi. Mà nó làm hai bên hai con hồ dài luôn vậy luôn nè. Mà cái con cá nhỏ dễ sống, cái bự đi chết chưa ha? Cái nhỏ lên đây sống, cái bự lên chết là lái lỗ của chú anh chị. Lên bán giá cá chết là lỗ, và mua cá sống bán giá cá chết là lỗ. Chết rồi, chết. Hên quá. Cô bữa nay cô dặn có cá mới luôn. Cá cũ hôm qua kêu bán giùm mà. Hiếm mà chết chân, cái dầu đếm hàng hiếm này mà chết ngắt hết chân. Con này 8 ký 10 ký thôi chú anh chị. Cá này lâu lâu nó vô cá này thấy vậy chứ ăn ngon cực kỳ đó. Thịt nó béo mà nó ngọt hơn cá cha kia nha, cá cha thường á. Cái dầu đếm này ngon lắm. Hàng này lâu lâu có người đặt cái đợi 3-4 ngày nó mới vô. Ổng thước mà cái này có 22 à bác. Này rẻ quá trời rẻ luôn, khoảng 280.000. Rẻ hơn 560.000 luôn. Bạn hàng khó là 22. 22 còn không thèm mua nữa. Có đồ cái vậy bạn hàng dẹo của chú vậy. Còn không có đồ cái vô hả mua dành mua dịch. Đẹp bạn lấy vậy. Có lấy đâu, cái này đẹp quá trời luôn. Này xuất sắc luôn hả? Quá trời đã luôn. Rồi hôm nay đồ vô quá trời của chú anh chị ơi. Xe chạy dập dập luôn rồi, dở rồi, chở đồ quá trời luôn nè. Lúc nào mà đồ nhiều nó rẻ mà lại ngon nữa thì cô chú anh chị mình tranh thủ đặt hàng để đăng mua nha. Chứ lúc nào mà nó không có đồ mà nó mắc, mà đồ nó dở ồm mà nó mắc hơn mấy chục ngàn nhưng mà đồ nó không ngon, mà đồ mà xe chở dập dập cái này là chợ nó nhiều đồ đó, mình mua đồ rất là dễ mà lại đồ đẹp nữa. Chở này quá trời đồ luôn. Cũng ra cũng bự bự không trời, nó cũng bình bình bán cũng 40-45, không gà có lên gì không? 50-55 hả? Nó lên nó có nhiều bằng mấy con kia, bữa nay con bự bự không à? Thì nó gà nó cỡ 50.000 của chú anh chị. Nhà tím nè, em nhìn nướng mỡ hành nha, nướng mỡ hành đúng không? Sò lông này rẻ chưa? 70 hả? Này nhiêu con? Hả? 30 ba mấy con hả? Để lát điện bên quán để xài được không? Rẻ 70.000. Mày không điều con đó. Xài 27. Để lát điện quán để xài được không? Tại xài cái loại 25-30 con á, chắc lớn hơn này xíu. 25-30 con mắc hơn hả? Mắc hơn 10.000 không? Dạ. Mắc hơn cả 10.000 không? Cả 10.000. Muốn tay cọ nay nhiêu? 40. Lấy 3 ký. 3 ký nha, bỏ giùm đi. Lấy mạnh mạnh đó nghe gì. Con nhỏ 25.000 nữa nè. Tàu huyết 200, 170, 160 đủ giá đủ xài. Thôi lấy lớn đi, này có 140 nữa nè,
xuống cái vựa coi có ốc hương biển lại chưa. Ổng gầy mực có, chắc lẽ có ốc hương biển là có nè, có lại cô chú anh chị ăn lên đơn lại nha. Mấy nay có đồ lại hả chị Nhi? Mới có hôm nay hả? Phải thế này thấy mực rồi cũng vô quá trời, biết có ốc có lại. Hôm ta đặt nhóc trơn em mua không có rồi, em tới nay em chưa xài, để mai gọi quay cái mai ta xài lại mua. Quá trời đồ. Từ bữa lễ nay em cũng nghĩ không ở nhà có làm đâu, ốc hương quá trời luôn rồi nè. Nó rẻ hổm 700-800 ngàn cô chú anh chị. Có nhiều nó rẻ lại à. Nó rẻ thôi, lại chắc cả 100 ngàn ký vậy đó. Rồi mai lên đơn ơi cô anh chị, ai ăn ốc hương thì qua thì lên đơn để tăng mua nha. Có đồ rồi, mực có là nó đi theo đi kèm mà, tại nó đồ biển nè mà, có là có điều hết à. Có những cô chú anh chị đặt mà không có đi mua mua đồ cái thì hồi hoài người ta cũng nản. Chắc cô chú anh chị mình chắc cũng bực mình lắm rồi, thôi kệ cũng gán đi, tại tăng mua không, mua không có đồ biết sao giờ. Có những người nói bình luận xong xạo quá, chợ đồ nhóc hết trơn mà la không có đồ thì cái món đồ mà người ta đặt lại không có, hoặc là có đồ đông lạnh đó, chứ đâu phải mà nói mua đồ mà có mà không mua đâu, mua mà ăn tiền công có mà không mua à, không lẽ nằm ở không ở nhà nhịn đói hay trời. Mình mua mình muốn có đồ nhiều để mua, chứ đâu phải là nói có đồ mà không có, đâu phải là mua không có đồ cái đừng nói để nâng giá đâu, không bao giờ có chuyện đó nha. Có những người nghĩ cái ý đó là sai lầm đó, xưa giờ tăng không bao giờ làm vậy. Bữa nay đồ ấp là cũng quá trời luôn. Cái tỏi đâu rẻ lên chưa, rồi nó giới thiệu vô quán rồi xài tỏi 22 à, 22 hoài em mới 23 22 23 22 hoài vậy. Chỉ có giá là tỏi hoài chưa rẻ hả? Tỏi dễ thì rẻ, gió tới nữa nè, gió mới vô rộn bữa gió này này không chế này như 50 con này thấy cũng nặng mà cái vỏ mỏng cũng ruột chắc cũng bự dữ ha anh Bảy ha. 50 ngàn nè ốc dí. Ốc tỏi thì nó hôm từ hôm lễ nay nó rẻ hơn được 30-40 ngàn vậy, khoảng 260, nay còn 220 thôi anh chị. Hai còi nuôi này mắc hơn bảy 1 cũng nó bự bự ngoài này 16-13 con nuôi là nó đen hơn cái con ấp thiên nhiên rồi cô chú anh chị, ở nặng mà bập lù. Cái con nuôi nó trắng. Ồ, cái này lúc trước có cái năm rồi, cái này rẻ ghề ha, năm rồi tầm 70-80 ngàn à. Còn nhỏ cũng 40 luôn, 30-40 luôn, giờ lên giá quá trời luôn. Năm nay đồ cũng lên. Nước biển thì là bao nhiêu tiền anh Bảy? 80 ngàn. Lắc lên em. 80 ngàn thì còn chắc cũng cỡ 200 lít hả? 200 mình xuống chắc còn 180 nó đổ hết rồi. Không, ta còn 180 mà đổ hết 20 chở từ dưới lên nước biển cũng bán được luôn đó, đem vô rộng 3 con ốc rồi. Nay nhiều nhưng mà cũng chưa hạ nha cô chú anh chị. Này mới nhựa bộ bữa có chừng 350, này còn 420. Lấy em ký 420 chị Nhi. Này mới có 1 ký à, lấy thì mai coi có mấy người kia coi mai nó rẻ rẻ. Tại mới có lại nó cũng chưa chịu hạ không. Ngày 550 thằng lớn, bữa nay 600 ngàn, 660 rưỡi lớn cũng rẻ hơn cái 100-100 mấy ngàn ký à.
mang tới 180 ngàn hả? Bữa nay không có, mai mới ăn mà bữa nay hỏi giá rồi. Lột hay vậy? Ghê vậy? Nay lột lẻ vậy? Có lột hay với ta, mới chút xíu rồi vậy. Trời ơi, bán bạch tuộc bự vậy, Maya hả vậy bảy? Maya mà. Maya quậy lên rồi thì cho nó săn lại, nướng ngon lắm quý anh chị. Mà thịt nó hơi lạc chứ nó không có ngọt như cái bạch tuộc hay da nha. Mà giòn dữ lắm, giòn. Giòn gụm luôn á. Cái giòn gụm luôn, ăn giòn lắm, giòn hơn cái tuộc hay da nữa. Thịt nó lạc chứ nó không có được ngọt như cái con bạch tuộc. Cá ngát nè, nấu canh chua làm lẩu nha, lẩu chua cũng được, này ăn béo cá thiên nhiên mà, có xài không đó, đâu có xài đâu, có xài đâu, quay chứ đâu có xài. Ừ, ác nữa, mày có thị xài mày okay. Rẻ vậy, cá khờ hả? Hả? Cá khờ vậy đó, rẻ rẻ vậy đó hả? Ờ, mà khờ không nổi chị luôn, 100 ngàn luôn, quá rẻ luôn. Đó chứ giờ con còn có ống bệnh mình đem đây luôn. Con còn có ống bệnh rồi. Con cái he. Tông làm tông. Này 100 ngàn. Rồi cắt sẵn 105 của chú anh chị. Này chắc tính tiền công giống. Lấy cho em 2 ký này đi. 2 ký. 2 ký à? 2 ký. Cá cơm là bao nhiêu? Cá cơm. Cắt sẵn. Cái này 80, cái này 60, cái này 75. Cắt sẵn này 80. 60. Ủa cơm nó cơm nước mặn cái gì vậy? Nước ngọt hết á. Nước ngọt. Ừ, mà nó khá cá thôi. Lâu lắm mới thấy bài phim lại ha. Tại gài thấy không có bán cá biển. Bán cá sông không? Một cá bông trứng gài có hả ta? Có luôn á. Bông trứng gài ngày mắc không? Không, nó cũng rẻ, 101. 101 rồi. Bông trứng này chưa có vô mùa, rồi tháng 7, tháng 8 mới bự của chú anh chị. Còn cái này nhỏ nhỏ này về trà để nguyên con kho tiêu luôn. Chứ cá này mặn gì. Chứ này trà sạch nó mới ra ra dãy kho tiêu. Bỏ tấp mỡ rồi vô nó ngon. Sóc này nó gài nhiêu? 75 ngàn á, rẻ là lúc trước 90-95 ngàn. Cá này mua về nấu canh chua của chú anh chị. Sóc nuôi 75 ngàn. Mùa này của nó hả? Chưa vô mùa không biết chứ. Cái này bự là bao nhiêu? Trời, lên đài hả chú Nam? Bự rồi, không gài chạch bự là bao nhiêu? 280. Bự cho bá luôn nè. Hổm, hổm còn lộn nhỏ, hôm nay bự à? 350. Cá này về chiên giòn làm nước mắm me. Rồi nó mất không thèm nữa ta. cá này nhiêu nào? 140 ngàn. Gà thấy đồ ít quá vậy. Cá bên đồ nhiêu này đâu có nhiều. Rớt mưa xuống nhiều về già già mới có nhiều đúng không? Rõ thì nói gì. Hồi xưa nói gì đó. Đó, lên thùng lửa. Ờ đó làm ngày mấy chục thùng, 40-50 thùng á, lúc đó lên ngày chóng mặt luôn. Đóng đầu lửa, nấu đầu dậy là 40-50 ngàn. Rồi đó làm cho chú Năm đây. Khoảng mười mấy năm trước, chục năm trước. Cái chốt chút giấy. Indo, Indo. Không có người hỏi mực Indo. Mực này thì đã quậy rồi như vậy là 98 ngàn. Còn mua mà nguyên cây là chưa quậy là 95 ngàn thôi chú anh chị. Mực này mấy cái quán hay xài nè. Thời mấy năm trước có đồn mực Trung Quốc này nó rẻ có 20 mấy ngàn ký, nhưng bây giờ nó cũng rất là mắc nha. Đó nguyên cây nguyên bọc chưa quậy ra là 95 ngàn, mà quậy rồi là 98 ngàn nha. Cái con mực này thì nó cái bụng nó to lắm, tại cái gan nó lớn lắm nè. Heo lắm. Con này nó ăn cũng
hơi giòn giòn chứ nó không có ngọt thịt, tại vì nó đông lạnh rồi. Chưa có bác. Mấy bịch vậy, mấy bịch? 25kg á. 20. 20kg á. Một chút nè. Rồi. Một trứng đông lạnh thì lúc nào cũng có đúng không anh chị? 170.000 nha. Đó. Còn cá trứng nữa nè. Cá trứng này bao nhiêu em? Cá trứng này là bao nhiêu? Ơi. Cá trứng 100 hả? Cá trứng này 100.000 ký. Đó, review giá của một trứng này con bự lắm nha cô chú anh chị, về gã đông ra cũng còn ngon lắm. Tươi nè, tại nó đông sống mà. Đông sống nên nó còn tươi, rất là tươi, gã ra cũng như là mực mực tươi chứ không có khác gì. Tại nó mực trứng này mua mà nó không có thường á, nên ta đông lạnh lại. Sao bán. Rồi, hôm nay có cá mới nha cô ơi. À, cá bữa nay là nằm mới luôn, cá hôm qua mua dập đá lại không lấy cá đó rồi. Sợ không có mua trước mà hôm nay có lấy cá mới cho cô. Rồi hôm nay quay tới đây dừng lết thôi chú anh chị. Có cô mua 3 con cá bông lau biếu nè. 3 con là 25 cái mấy. Quay như đây thôi. Thì tụi chú anh chị nào có đặt đồ thì nhắn tin cho Tân nha, để ngày mai Tân mua cho cô chú anh chị mình nha.